Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài cái code cho mọi người nha. Thì hôm bữa lại có cái một cái code là cái code gì ta? Cái code mà 200.000 thành viên đó mọi người. Đó cái này nè. Trời ơi, xong rồi mọi người phản ứng quá trời luôn, được cái cây thỏ bong bóng u là trời. Nhưng mà cái code này là hết hạn rồi nha mọi người, tại vì nhiều bạn nhập quá cho nên là đóng luôn rồi. Mặc dù đó chỉ là một cây cây bong bóng thôi nhưng mà rất là nhiều bạn nhập nha. Xong rồi admin kiểu giống như là mình nghĩ là troll thôi, troll xem phản ứng của mọi người thôi, chắc là lần sau sẽ ra món quà mới đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái sự kiện mới nha, để mà chúng ta có thể nhận thật nhiều quà luôn, bên cạnh đó là kèm theo code nha mọi người. Tại vì thường thường code chung á là ai cũng có thể nhập được, còn code riêng á là sẽ gửi về mail nha. Đó thì có một số cái sự kiện nhận rất là nhiều phần quà rất hấp dẫn luôn, và đây mình sẽ vô nha. Với lại là một lát nữa mình sẽ quay random xem là ai sẽ là người may mắn nhận đôi dép bò. Rồi, sự kiện đầu tiên đó chính là Slay Challenge nè, khoảnh khắc, chia sẻ khoảnh khắc nha mọi người. Đây, sự kiện của chúng ta. Thì có nhiều bạn á, khi mà mình vô đây nè, mình xem á, mình không có bấm vô xem thêm, cho nên là các bạn không biết là đang diễn ra sự kiện. Đặc biệt là sự kiện này có phần thưởng rất là giá trị luôn. Đối tượng tham gia là các bạn phải đủ trên 18 tuổi nha, còn bạn nào không đủ á, thì chúng ta có thể nhờ phụ huynh nè, người giám hộ, người thân rồi đó. Thời gian cái sự kiện này sẽ là từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 2023. Trang sự kiện chính thức thì các bạn sẽ vô cái link bên dưới này nè. Đó, thì cái này á, các bạn sẽ vô cái trang chính thức của Rideshare và tham khảo nha. Các bước tham gia, bước 1 á, thì chúng ta sẽ truy cập vào trang sự kiện. Bước 2 thì chia sẻ hình ảnh hoặc video lên mạng xã hội ở chế độ công khai. Rồi chúng ta sẽ kèm các cái hashtag này nè. Bên cạnh đó thì giải thưởng chúng ta phía trên nè mọi người, giải thưởng dễ nhất là 1.000.000 tiền mặt nha. Và kỷ niệm chương sáng tạo nè, gói ôm nữa, trời ơi rất là nhiều luôn. 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Đó, còn chần chờ gì mà chúng ta không tham gia đúng không? Với kinh nghiệm của một người gọi là mình cũng từng nhận giải rất là nhiều trên đây rồi đó, thì mình thấy nó cũng khá là dễ các bạn ạ. À, ai cũng có thể tham gia được luôn. Nhiều bạn sẽ kiểu trời ơi tham gia làm chi, mình cũng có đụng giải được đâu, mấy người kia tham gia hay quá trời luôn, chắc mình không có giải đâu. Thì những người như vậy là không bao giờ mà có giải được luôn đó mọi người, tại vì trong suy nghĩ của họ là họ kiểu như là thất bại rồi, chưa tham gia mà mình có cái tư tưởng là mình thua là không bao giờ thắng được luôn á. Nên là các bạn cứ tham gia đi, ví dụ như mà mình không có thắng á, mình không có giải thì mình cũng rút kinh nghiệm, à mình xem cái cách người ta làm sao 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 đó thì mình học hỏi theo đúng không, chứ còn mình không làm luôn là mình không biết hết trơn á. Rồi khi mà các bạn bấm vào link xong, sau đó các bạn đăng nhập á, thì ở cái bước này nó hơi bị lỗi một tí xíu, rồi nó để là cập nhật dữ liệu bất thường, xin hãy thử lại á. Thì các bạn sẽ bấm vào cái quyển sách bên dưới và bấm vào mở bằng trình duyệt web khác á, hoặc là các bạn có thể đến phần cài đặt để mà tắt cái chức năng là truy cập vào trang web bên ngoài thì mới có thể vô được nha mọi người. Bây giờ là mình có thể vô trong rồi nè. Có thời gian, có thể lệ, các bước rất là cụ thể trong đây luôn. Các bạn có thể vào đây để đọc nha. Và mình thấy hiện tại là có rất là nhiều bạn vô đây tham gia rồi nha. Rất là nhiều bạn đã tham gia luôn. Mình làm nhiệm vụ dưới đây là chia sẻ nè mọi người, xem MV và mời bạn bè nha. Có ba cái nhiệm vụ chính. Rồi khi mà làm xong á, các bạn sẽ chiếc xe nó sẽ chạy xuất phát nha mọi người. Còn ở phía dưới đây là sáng tạo phong cách cùng Lenskader, tức là các bạn sẽ sáng tạo những cái hình ảnh của cá nhân mình hoặc là hình ảnh trên game. Đây đây, khi mà bấm vào hashtag á thì mình thấy có rất là nhiều bạn đã tham gia luôn nha. Và các bạn cũng đừng quên là khi mà tham gia các bạn nhớ là ghi hashtag vô, điền form vô. Tại có lần mình tham gia mình không có điền form, mất giải đúng không mọi người. Nhớ là điền form nha. Rồi, ở đây là có rất là nhiều bạn, trời ơi dễ thương chưa. Những khoảnh khắc là các bạn có thể đăng lên bất kỳ luôn. Đây là kiểu như cái hình ảnh mà mình thiết kế các bạn. Đó, hoặc là ảnh đời thường của mình, hoặc là ảnh trong game. Chớ rồi, hình mình lỡ rồi mình lướt tới đâu mình sẽ like tới đó nha. Đó, like ủng hộ mọi người. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta có một cái sự kiện nữa, đó chính là thực hiện clip nhảy ngoài đời thực trên nền nhạc của Lenskader. Thời gian diễn ra sự kiện là từ ngày 22 tháng 6 là hôm giờ cũng là 4 ngày đó mọi người, đến hết ngày 15 tháng 7. Thì bạn nào mà chưa kiểu chúng ta không có cập nhật tin tức đó, hoặc là chúng ta không có biết gì về sự hiện diện của các sự kiện này, hoặc là những bạn đã biết rồi nhưng quên tham gia, thì nhờ cái clip này các bạn nhớ tham gia nha. Cơ cấu giải thưởng là 2 giải nhất 1.000.000 đồng,
4 giải nhì 500, 4 giải ba 300 ngàn và 4 giải khuyến khích là 200 ngàn, rất là nhiều luôn nha. Các bạn chỉ cần quay cái clip bên ngoài, ngoài đời thực, xong rồi các bạn sẽ nhảy, vậy là các bạn có giải rồi đó. Trời ơi, tuần trần trời gì nữa đúng không? Ở đây có một vài lưu ý về các bài thi á, thì các bạn nhớ đọc để mà mình tránh nha, mình không mắc lỗi vào những cái lưu ý này. Rồi nhớ tham gia nha mọi người. Trời ơi, đang căng quá nè, nãy giờ chạy ép tôi. Trời ơi, ép tôi dữ hen. Ơi, tôi chơi này gà lắm mọi người ơi. Tiệc trò chơi là lâu lâu tôi mới chơi một lần thôi đó. Nhiều khi nửa năm rồi mới chơi lại á. Giờ là toàn cao thủ không thôi. Hồi sáng này mình mới bị dụ chơi nha. Trời ơi, hồi sáng này mình mới bị dụ chơi xong rồi mình sung sung mình chơi có quà. Trời ơi, nhưng mà hên nha. Hồi sáng này chơi với mấy bạn fan rất là đông luôn. Mà tôi chơi kiểu, tôi chơi là tôi đứng cuối, đứng cuối không đó, mà không biết sao tôi win. Trời ơi, ảo ma lắm luôn. Để mai đăng cho mọi người coi. Và bây giờ tôi sẽ quay random nha, xem là bạn nào là người may mắn nhận cái giải gọi là đôi dép Lào huyền thoại. Ok, vô. Tôi bấm nha. Ai đây ta? Ở clip này ít comment nè, dễ trúng á. Y. Có rồi, Hana Kute. Ủa bây giờ hồi sáng thì mình có nhờ, hồi sáng này mình có nhờ tính nhờ làm nhờ đăng nhập ạc giùm á mọi người. Tự nhiên tới chiều mình mới random nha thì gặp nữa. Trời ơi hên vậy trời. Hên nha. Rồi, mình sẽ cho mình tặng luôn nha mọi người. Có rồi. Ủa gì? Bảo trì nhà tôi muốn cô đơn, tôi đang áp lực về gia đình. Ủa sao vậy? Rồi thôi, nói chung là chuyện của người ta. Rồi, tặng quà cho em nha. Chúc mừng em để trúng giải nào, quá trời may mắn luôn. Tôi là tôi nhớ tên rồi nha. Rồi ok, một đôi dép Lào. Và thứ năm này mình sẽ tổ chức mini game. Ok, video tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Đừng quên like, đăng ký kênh nha. Bye bye.